Hello, xin chào người yêu. Người yêu có nhớ em không? Ai đang xem video là người yêu em hết rồi. Nhớ đăng ký kênh của em nha. Hôm nay em xuất hiện live mới đồng hồ cổ này, tầm giá 60.000 một con. Em xin bắt đầu nha. Các bạn coi xem like cho kỹ nha, rồi chốt đơn qua số điện thoại mình nha. Rồi số điện thoại 0796861123, số điện thoại nhà kinh doanh shop nha, nhớ đăng ký kênh của em. Đây là cái con nè, ví dụ em ghi như vậy, mã A24 size 33, lô này 60.000 một con hết nghe quý khách. Tại vì cuối năm á là em bán xả gì đặng cũng cho các bạn nào á là cũng đều có đồng hồ đeo tay hết. Những con này bình thường nha, em bán 100.000, có những con bán giá cao hơn, cuối năm xả hết 60.000 một con. A24, mã A24 em qua nha, water resistant luôn nha. Con tiếp theo, mã T2. Mã T2 nha các bạn. Lại một cái con cô đắc nha, mã T23. Một cái con nhãn hàng cô đắc, máy chụp hình cô đắc. Dây da rất là mịn. Tiếp theo là cái con mặt vuông, mã K2. K2 đeo lên tay cũng rất là đẹp. Valentino. Bạn nào mua hết lô thì chắc riêng với shop nha. Lô này chắc cũng vài chục con. Mã T8. Bạn nào có nghi ngờ gì không cọc trước thì cũng có Shopee để đặt. Mình cũng có trên Lazada. Mã T8 xong. Đợi một con nữ. Mã T15. Bạn ơi, những cái đồng hồ này, những đồng hồ cổ, đồng hồ Sida, tuy là nó cổ nó máy nó còn chạy rất là ok. Những cái con này mà lỡ như ví dụ như về mình trải nghiệm mà có vô nước nha, cũng yên tâm, mình cải đứt máy ra, mình lấy máy sấy sấy vô là nó khô, là nó chạy lại bình thường. Còn chừng nào mà nó chạy không bình thường thì mình chỉ có đường đem dục bỏ thôi nha. Tức là ta cũng hên xui. Nhưng mà máy Nhật này nó ít có chết lắm nha các bạn. Mình đã test nhiều con rồi, nó cũng khi mà lâu lâu nó cũng vô nước á, thì mình thấy nó cũng bình thường, rất là ít cái phần mà giục bỏ. T9 đây là đồng hồ cổ mà, hãy ủng hộ em nha, hãy ủng hộ kênh của em nha, đồng hồ cổ nha, vừa cổ mà lại giá rẻ. Những đồng hồ cổ mà giá cũng cao lắm nha, tại vì máy mới của nó giá rất là giá trị. Mã T3. Cái lô này là cũng rất là đẹp đó, chứ không có xấu đâu. Ai thích những cái vòng tay như vậy, mã A9. Xe tay cỡ 15, 14 gì đó là vừa. Đó, có màu xanh ngọc bích luôn. Có những dấu chân của những con chó.
những giáo trình để những bé cuốn cuốn con mẫu A7. Mã số 8. Tiếp theo cái con cá sô đen mã T22. Plaza 007. Một cái con mà cổ điển lên dây tào lao. Cái khách nào mà thích con này ấy, về mình có thể là mình sẽ kiếm dây nào mình ưng ý, dây này mình cũng tạm chấp nhận được, nó cũng hơi mà hơi độc độc đáo. Mã A12, một cái con này rất là mới tinh luôn, 60.000 là quá xịn sò. Máy Nhật, máy Nhật hết nha các bạn. Một cái con mặt nam, nam này nó hơi chày, mình để ở đây, bạn nào biết ép kính đó thì lấy về mà ép kính lại nha, 60.000 là quá rẻ. Đến từ thương hiệu cũng rất là nổi tiếng, tại vì em không biết ép kính mà thôi, tại vì em chỉ bán, em không phải là thợ. Tiếp theo cái con mã A8. Các bạn nào gần Sóc Trăng mà cộng sự làm thợ á, sửa ghẻ ghẻ cho mình á, có khi mình giao chắc từng 10 20 con làm một cái giá rẻ mình mới bán được, chứ bây giờ mình lai mình bán con 60 không à. T5 mà mình bán con 60 mà bạn thợ nó sửa thành con tính 60 là xong phim mình luôn, đúng không? Để mình bán sát đồng hồ T4, muốn ghẻ quá ai làm. Mã T6 nha các bạn. Mã T12 độc lạ lùng cho một bé trai, một bé gái nhỏ. Tiếp theo là một cái con đồng hồ bướm. Các bạn hãy yêu mến em thật nhiều hơn, vì em chỉ có một mình anh em mà thôi, không có ai trên cõi đời này hết, buồn lắm. T17, theo tình thì tình chạy, mà chạy tình thì tình cũng chạy luôn. Bạn nào lấy con này thì mua cái mà chốt gài lại nha, tại vì nó mất cái chốt gài rồi, mất cái chốt bấm mình nào đó, nó cũng rất đẹp luôn. Mình mới con này nam nha, size 35, hiệu Raya luôn. Ai lấy con này rất là may mắn, con này là hàng hiệu dữ lắm luôn. Mặt này không thể xây được, chỉ là nó mặt xây thôi chứ không có xây. Mấy anh nam về không biết có cách nào xây được không, chứ mình thấy hiện trạng là đang không xây được. Mã T25 này chưa lột keo các bạn, bạn nào lấy thì mình chỉ cho cách xử lý keo luôn cho. Mã T15 ủng hộ em nha các bạn. Mã 27, mã
Mã này T7 nha. Mã K1. Mã 13. Một cái con đồng hồ có hình cô gái. Mã A36, Triệu Vi. Dây này cũng đẹp lắm nha, dây bạc. Con đồng hồ mã số 6. Còn hai cái mặt thông mã T19 có thể gấp dây vô rất là đẹp, kêu rinh. Cái con đồng hồ ai này này ai thích mua thì rất là may mắn luôn, xả thôi chứ hàng này là rất là đắt nha, đắt đỏ đó, dành cho nam á nha, size bự lắm, có thể bự hơn size 35 á, có thể là size 39 40 gì nè, chưa đo nữa. Đây mình đo thử cho bạn nam nào yêu mến con này nha. 38. Rồi lâu này chỉ có mấy nhiêu thôi nha, bạn nhớ đăng ký kênh của mình để xem lại những video nha. Rồi mình sẽ làm những nhiều video thêm. Đồng hồ còn rất nhiều, không có nhiều thời gian để làm á. Tối rồi mới làm được. Hẹn gặp lại nha các bạn.